tổn thương là cái con động vật ăn tạp, cho nên là bà con cũng đừng bận tâm về vấn đề là phải cho ăn những cái loại thức ăn cầu kỳ quá. Nhiều khi Tuấn xem những cái bà con nuôi á, bà con cho ăn hộp vịt lộn này, rồi cho ăn tôm càng xanh này, rồi ăn thịt bò, thật sự là đấy là những cái chi phí nó quá cao, không cần thiết. Còn tổn thương này á, thì thức ăn chúng ta cũng nên đảm bảo là vấn đề đủ đạm đủ chất cho nó, nhưng cũng không cần thiết phải mua những cái loại thức ăn quá cầu kỳ và nó đắt tiền như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta nuôi ít thì chúng ta có thể làm như vậy được, chứ còn nếu mà nuôi cái số lượng nhiều, đặc biệt là chúng ta phải đi mua nguồn thức ăn hoàn toàn, thì những cái nguồn thức ăn mà đắt tiền như vậy nó không hợp lý một chút nào. Mặc dù khi mà chúng ta sử dụng phổi heo để nuôi tổn thương là chúng ta phải mất thời gian làm và luộc lên, tuy nhiên một ngày thì thực ra tôi nghĩ rằng là nó khi mà chúng ta luộc phổi heo chúng ta chỉ cần mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, kể cả là từ khi mà chúng ta mới đem về rửa sạch đi, sắt khúc miếng lớn, rồi sau đó là chúng ta luộc lên như này. Rồi bây giờ thì bắt đầu Tuấn sẽ tiến hành luộc phổi heo nhé. Đó, phổi heo Tuấn sắc miếng như thế này nha. Đó. Thì khi luộc cái nó sẽ co lại. Một con tròn thì Tuấn sẽ cho ăn 2 miếng phổi heo. Đây, mà con coi. Đó. Cái phổi này thì nói chung là tròn nó rất là thích. Khi mà phổi tươi ấy, chúng ta luộc lên ấy, nó rất là thơm. Đó. Nên nhiều bà con thì nói rằng là cho phổi heo ăn thì nó không tốt, rồi nó đi phân lỏng, phân đen, phân sáp. Thực ra thì bà con biết sao? Lục phủ ngũ tạng thì nó rất nhiều đạm, đặc biệt là nó giàu sắt và kẽm. Đó. Thì ở đây ấy, phân đen không phải là do phổi heo không tốt, mà có nghĩa là rất tốt, chứ không phải là không tốt. Bởi vì nó rất nhiều các cái chất đạm, đặc biệt là giàu kẽm, canxi và sắt, cho nên là khi mà ăn ấy, thì nó dư đạm, dư chất những cái chất vừa kể trên ấy. Cho nên là nó sẽ có cái phân đen như vậy thôi, có nghĩa là ăn nó hấp thu không hết thì nó sẽ đào thải ra ngoài, chứ không phải là do là vấn đề phổi heo ấy, thì nó đi phân lỏng, không phải như vậy. Nhưng mà thôi, rồi nhiều bà con thì nói là ăn phổi heo thì nó nhiễm sên, nhiễm sán, đặc biệt là nấu chín cũng vậy, nó vẫn bị, nhưng mà không phải. Thực ra khi nấu chín rồi thì không còn cái con virus nào nó có thể sống được, bà con yên tâm. Đó, thế còn đi phân lỏng thì nó như này, khi bà con cho ăn phổi heo xong thì bà con có thể cho nó một trái chuối vừa chín tới. Đó, hoặc là ví dụ như bà con có thể là trộn cái men tiêu hóa bà để cho nó hấp thu tốt, như vậy thì nó cũng sẽ không có những cái hiện tượng phân đen đâu, bà con cứ yên tâm. Đây là cái phổi heo này, phải là nên cho tổn thương ăn, bởi vì cái chi phí nó rất là rẻ. Nếu như mà chúng ta mua tại lò mổ đó, thì chắc chắn là nó sẽ không phải là 10 ngàn, nó dưới 10 ngàn, chắc chỉ khoảng 5 5 7 ngàn một ký thôi. Đó, thì còn đây là phổi này thì Tuấn mua ở chợ, mua thường xuyên, thì nói chung là đây là 10 ngàn một ký. Đó. Thì khi mà luộc phổi heo á, là chúng ta để ý ban đầu á, nó rất là nhiều bọt, và khi mà chín rồi á, thì nó sẽ có màu trắng, nó sẽ ít bọt đi và nó sẽ có bọt trắng, thì như vậy là có nghĩa là cái phổi heo đã chín hoàn toàn và chúng ta vớt ra, sau đó để nguội rồi cho con trùng heo ngay. Và sáng hôm nay thì Tuấn đi chợ mua 50 kg phổi heo và luộc lên từng mẻ như thế này. Đây thì Tuấn cũng mua những cái củi như này để nấu ở ngoài trời nhằm tiết kiệm cái nhiên liệu. Bởi vì cái phổi heo này thì chúng ta phải luộc lên chứ không thể là cho ăn sống được. Chính vì như vậy cho nên là Tuấn phải sử dụng cái nhiên liệu nào để tiết kiệm nhất trong chi phí nuôi con chuột hương. Đối với cái phổi heo này ấy, là nguồn thức ăn rất là rẻ cho con tổn thương, nhưng nó lại vô cùng là tốt. Chính vì như vậy cho nên là cứ 2 hoặc 3 ngày thì Tuấn lại mua phổi về luộc lên cho nó ăn một lần, từ tròn con đến tròn lớn, đặc biệt là tròn bầu ấy, thì nó rất khoái cái món này nha.
Hiện tại Tuấn đang nấu đây nhưng mà nó đã ngửi thấy cái mùi và nó đang rất là muốn đòi ăn rồi. Thực sự khi mà nuôi con trồn hương ấy, thì nguồn thức ăn rẻ là những cái ưu điểm, đặc biệt là khi chúng ta nuôi trồn thương phẩm. Đây bà con thấy nè, nó có bọt đây nhưng mà nó là bọt trắng như này nha. Bọt trắng như này thì có nghĩa là cái phần heo đã chín rồi đó. Bây giờ phổi heo đã chín rồi thì Tuấn sẽ vớt phổi heo ra để nguội nhé. Miếng phổi heo Tuấn sắp như thế này đó, thì một con lớn Tuấn sẽ cho 2 miếng như này đó, rất là tươi ngon. Phổi heo đấy thì Tuấn cũng xin lưu ý bà con như này nha, khi mà chúng ta đi mua đó là chúng ta nên đi chợ thật là sớm thì như vậy phổi nó sẽ tươi, bởi vì cái phổi ấy thì nó sẽ nhanh có mùi, cho nên là chúng ta nên đi chợ sớm để chúng ta mua được những cái phổi tươi, rồi sau đó là chúng ta về làm liền, luộc liền nó rất là thơm. Và phổi thì đã được luộc xong, bây giờ mời mọi người cùng Tuấn cho trò hương ăn nhé. Đây khi miếng phổi luộc xong ấy, thì nó còn gần đây, thì tùy theo từng con, thường ấy là trò lớn thì Tuấn sẽ cho 2 miếng này cho ăn thoải mái luôn, 2 miếng này là no rồi. Đó. Ở đây thì nó rất nhiều đạm, cho nên là con tròn ăn nó no lâu hơn. Đây nó đang bắt chân lên để nó chờ được ăn nha cả nhà. Đấy, đây, những phổi như này Tuấn sẽ cho ăn này. Đấy, nó đứng lên nó xin này. Đấy. Đó. Ăn đó. Rồi con tiếp theo nha. Đây. Đó. Ăn đó. Cái này thì Tuấn đã chọn men rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ thì đến anh trên này nha. Đấy anh biết rồi. Đấy. Đấy còn đây không? Đã, nó ăn rồi đấy. Rồi kế tiếp là đến anh này nhé. Đây, đó. Tuấn vừa quay vừa cho ăn cho nên là cũng hình như không được, mong mọi con thông cảm nhé. Đây. Đó. Đây, em này. Đây là con thấy này, nó đòi ăn này. Đấy, nhào lên nha. Xem biểu hiện nó như nào nhé. Đấy. Thấy không? Khoái lắm đây nè. Nghiền rồi. Không bới được là tức lắm này. Đó. Rồi con thấy không? Rồi. Với tay này, với tay này để xem nó ra phản ứng làm sao nha. À. Đây. Trời ơi. Tuyệt vời. Đây thì em này thì nhỏ này, 3 tháng nè. Đấy. Cho ăn một miếng này khá là lớn luôn. Đó. Đây, em này thì đang lên giống rồi. Đấy. Đấy. Trời ơi. Đây, các em nhau nhau lên đây rồi ăn đấy. Em này thì cũng đang lên giống này. Đó. Đây, tụi nó nhào nhào lên đây. Rất là ngon. Đấy. Rồi, em này. Kế tiếp là đến em này. Đấy, tức nữa. Tập tức nữa. Đấy, trời ơi. Đây, em này. Đấy, được rồi, không cần ngại. Rồi, em này nhé. Wow. Được. Rồi, lại nhé. Đấy, trời ơi. Đây em này.
Ôi trời. Rồi đến này mày nhé. Kế tiếp là đến này. Đó. Rồi đến em này nè. Đó. Em này. Rồi, em này. Em này rồi. Làm rất là nhanh, miếng thứ hai rồi. Rồi đến em này. Đó. Đây, đến em này. Wow. Em này là miếng thứ hai này. Đó, em này miếng thứ hai này. Đây. Rồi đến em này. Đến em này nhé. Wow. Rồi. Rồi đến em này. Úi giời. Em này. Cái này nữa nè. Đó. Đến em này. Mỗi con một có nét khác nhau nha cả nhà. Rồi đến em này. Có con này rất là từ từ. Rón rén. Rồi đến em này. Em này. Đó. Em này vừa mới cho ăn xong đã hết rồi. Đó. Cho miếng thứ hai. Úi trời. Em này cũng vừa mới ăn hết xong. Nhanh lắm. Có còn nó cảm giác như nó không có nhai nữa. Nuốt luôn. Rồi đến em này. Đó. Em này. Đến em này. Rồi, em này. Ui giời, quá ngon luôn. Đây, em này nhé. Đó. Ui giời. Mà còn thấy không? Cục mồi to quá. Đến em này. Rồi tiếp tục. Đấy. Wow. Nhâm 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 nhâm. Ui trời ơi. Đến em này nhé. Đấy. Con này thì chưa thấy này. Rồi thấy rồi đấy. Đó. Cục màu thì to. Quá tuyệt vời luôn. Vừa rồi thì Tuấn đã quay toàn bộ quá trình cho tròn hương ăn. Từ cái khâu làm phổi, luộc phổi này. Rồi đến khi mà cho ăn như này. Đó. Thì để những bà con mới ấy, chúng ta cùng biết đó, và chúng ta chăm nuôi con tròn hương làm sao cho nó tốt nhất, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Thì cái video này xin được kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại bà con ở các video sau.